Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục khẳng định chiến lược tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn hết sức quan trọng trong bối cảnh các biến thể của COVID-19 lây lan nhanh hơn. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều tỉnh thành tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp. Tại Đà Nẵng, thông qua được cao điểm tiêm chủng để chuẩn bị cho năm học mới, thì tỷ lệ tiêm chủng đã tăng lên đáng kể nhưng vẫn ở mức thấp so với tỷ lệ chung của cả nước. Cụ thể, với nhóm tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi thì đã có gần 57% tiêm 13, trong khi Đà Nẵng hiện mới đạt gần 34%. Ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi thì có hơn 64% trẻ tiêm 11 và mới có gần 26% tiêm đủ hai mũi cơ bản. Hiện nay, ngành giáo dục đang phối hợp với ngành y tế tiếp tục triển khai tiêm chủng cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo trẻ có được bảo vệ an toàn khi đến trường.